Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tây Đô ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 11 tháng 5 năm 2022 có các nội dung đáng chú ý như sau. Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bế mạc vào chiều qua, thống nhất nhiều vấn đề hệ trọng. Người dân đặc biệt quan tâm đến việc thống nhất thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế xem xét điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Một học sinh lớp 11 của trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng thành phố Cần Thơ xuất sắc lọt vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic sinh học quốc tế năm 2022. Sau đây là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau 6 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc và với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều ngày hôm qua 10 tháng 5. Tại hội nghị, các đồng chí ủy viên Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị đã tập trung công sức trí tuệ, nghiên cứu tài liệu, tổng kết thực tiễn, phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết sâu sắc vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình có sức thuyết phục những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã nhất trí cao thông qua các nghị quyết và kết luận của hội nghị. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành có chất lượng cao, một khối lượng công việc lớn, rất quan trọng. Hội nghị đã bàn và nhất trí cao về nhiều chủ trương định hướng cơ bản, quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới. Thành công của hội nghị Trung ương lần này, ngoài sự nỗ lực tích cực, đầy tinh thần trách nhiệm của các đồng chí ủy viên Trung ương, các đồng chí tham dự hội nghị, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan và cán bộ tham mưu, còn có phần đóng góp quan trọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, đặc biệt là các đồng chí cán bộ lão thành, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, những người luôn luôn quan tâm, nhiệt tình hưởng ứng và có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ cho công việc chung của đảng và nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng với thành công của hội nghị và với truyền thống đoàn kết nhất trí trong đảng, trước hết là trong Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự ủng hộ, hưởng ứng của toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Nhất định chúng ta sẽ tổ chức thực hiện thành công các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 5, góp phần từng bước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 đã quyết định nhiều nội dung hệ trọng. Trong đó, Ban chấp hành Trung ương đã bàn và thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Đây cũng là nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các ý kiến chúng tôi ghi nhận sau đây bày tỏ phấn khởi và kỳ vọng trong thời gian tới, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục đạt nhiều kết quả thực chất hơn nữa. Tôi thấy rất là phấn khởi và tin tưởng vào chủ trương của đảng, bóc những các cái đối tượng không có liên quan, đặc biệt là tham nhũng, nó như con sâu bọ đục phép của dân. Đây là quốc nạn, chúng ta phải giải quyết ngay. Như vậy là trong thời gian vừa qua làm việc tương đối có hiệu quả tốt lắm. Chính từ cái hiệu quả đó gây thêm cái lòng tin cho nhân dân, cho cán bộ đảng viên và nhân dân về cái vừa qua. Về mình bắt tham nhũng rồi là hối lộ và các thứ khác thì tôi cho rằng là những cái nội dung trên thì đối với cán bộ đảng viên và nhân dân rất tin tưởng vào chủ trương đường lối của đảng, mà đặc biệt là cái nghị quyết Trung năm xoáy sâu vào đó, thể hiện là các tỉnh tới đây có thành ban chỉ đạo đó, chính vì cái đó chúng ta mới giải quyết những vấn đề còn tồn tại. Chúng tôi rất là vui mừng, tại vì nếu mà có ban tham nhũng tại địa phương thì cái tình trạng là tham nhũng của những đối tượng là nhũng nhiễu người dân thì sẽ giảm đi, nên mạnh tay làm triệt để là những đối tượng mà có cái tính chất tham nhũng thì nó sẽ không có cơ hội để mà tiến tới để mà tham nhũng. Phải gắn trách nhiệm vào người đứng đầu của các tỉnh thành để mà lãnh đạo chỉ đạo cái ban phòng chống tiêu cực tham nhũng, đồng thời là phải mình chúng tự soi mình, đất nước ta có làm quyết liệt về cái chống tiêu cực tham nhũng thì mới mọi cái lòng tin của người dân thì mới càng tin tưởng, bây giờ đã tin tưởng rồi thì ta càng tin tưởng tốt hơn, cái đồng thời mới giảm được cái những hộ nghèo và cận nghèo, vì chính cái tiêu cực tham nhũng là nó chiếm rất nhiều
đến ảnh hưởng với đời sống của nhân dân. Thế nên bản thân tôi là một người dân, tôi đồng tình, ủng hộ. Thưa quý khán giả, hôm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2022. Dự khai mạc có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng của Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng thành phố, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối. Tham gia hội thi có 54 thí sinh là bí thư chi bộ, đại diện các đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối. Các thí sinh thi các nội dung về những vấn đề cơ bản trong điều lệ đảng, các quy định hướng dẫn thi hành điều lệ đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các quy định chỉ thị của đảng và các tình huống về công tác nghiệp vụ diễn ra thường xuyên tại chi bộ. Hình thức thi chia làm hai dòng sơ khảo và chung khảo. Dòng sơ khảo thí sinh viết tự luận và thi trắc nghiệm. Sau đó, ban tổ chức hội thi sẽ chọn 10 thí sinh đạt thành tích cao nhất vào dòng chung khảo tiếp tục thi thuyết trình và thi dân đáp. Hội thi bí thư chi bộ giỏi nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, lý luận và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn về công tác xây dựng đảng cho các bí thư chi bộ. Đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị để các bí thư có dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, học tập những cách làm hay, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong thực tiễn lãnh đạo điều hành chi bộ. Qua hội thi phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và chất lượng hoạt động của chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của chi bộ và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Ngày 10 tháng 5, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, tiếp ngài Daniel Stock, Tổng lãnh sự Hà Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, nhận chuyến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Hè bày tỏ vui mừng trước những phát triển trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và chính phủ Hà Lan trên các lĩnh vực kinh tế, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý nguồn nước. Đồng thời bày tỏ mong muốn ngài Tổng lãnh sự sẽ hỗ trợ quảng bá hình ảnh, tiềm năng, chính sách thu hút đầu tư của Cần Thơ đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hà Lan nhằm đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh của thành phố. Tổng lãnh sự Daniel Stock cho biết hiện Hà Lan là nền kinh tế lớn thứ 17 của thế giới, xuất khẩu nông nghiệp đứng thứ 2 trên thế giới. Hà Lan cũng là một trong những nhà đầu tư lớn của châu Âu tại Việt Nam. Riêng tại thành phố Cần Thơ, hiện có một dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 32 triệu đô la. Nhiều doanh nghiệp Hà Lan đang khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư. Ngài Daniel Stock bày tỏ mong muốn thời gian tới thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, trong đó có thành phố Cần Thơ trên nhiều lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng, nhất là nông nghiệp, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Nhằm phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, hôm qua Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Tham dự có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Đợt thi đua cao điểm uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay, tập trung thực hiện các nội dung gồm đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, của quân đội về chính sách đối với người có công với cách mạng, đẩy mạnh thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng lực lượng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thi đua thực hiện tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Thời gian phát động từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 27 tháng 7 năm 2022. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa gửi đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quy định chi tiết về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Trung tâm Liên kết Sản xuất, Chế biến và Tiêu thụ Sản phẩm Nông nghiệp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ, để cho ý kiến tham mưu cho Chính phủ ban hành. Dự kiến quyết định này có bố cục gồm 12 điều và nhiều nội dung triển khai thực hiện. Sau khi nhận hồ sơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ góp ý, tổ chức thẩm định và lập báo cáo trình Chính phủ thẩm định và phê duyệt hồ sơ thành lập trung tâm. Trung tâm Liên kết Sản xuất Chế biến và Tiêu thụ Sản phẩm Nông nghiệp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long tại Cần Thơ dự kiến khoảng 467 hectare tại quận Bình Thủy và nằm trong quần thể Trung tâm Đầu mối Công nghiệp Nông nghiệp 3.300 hectare thuộc thành phố Sân Bay trong tương lai của Cần Thơ. Trung tâm này bao gồm các khu chức năng như trung tâm Logistics, các nhà máy chế biến nông thủy sản và thực phẩm, kho vận, các khu vực nghiên cứu phát triển sản phẩm, các học viện đào tạo liên kết, hỗ trợ hàng không, vân vân. Dự kiến trong hôm nay 11 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng các sở ngành sẽ có buổi làm việc trực tiếp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại thủ đô Hà Nội. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023, thành phố Cần Thơ dự kiến tuyển hơn 13.000 học sinh vào 39 trường trung học phổ thông,
trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp trung học phổ thông, trường trung học phổ thông tư thục. Các trường trung học phổ thông có chỉ tiêu tuyển nhiều nhất là Bình Thủy 650 em, Bùi Hữu Nghĩa 570 em, Thốt Nốt 560 em, Châu Văn Liêm 550 em, FPT và Phan Văn Trị 540 em. Thí sinh được đăng ký tối đa 5 nguyện vọng. Thời gian đăng ký dự thi tuyển lớp 10 từ ngày 3 đến ngày 14 tháng 5. Từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 5, học sinh được điều chỉnh nguyện vọng một lần. Thông tin về các trường trung học phổ thông tổ chức thi tuyển trên địa bàn thành phố đều được đăng tải trên phần mềm. Học sinh và cha mẹ học sinh có thể xem thông tin tại địa chỉ tuyển sinh.canthơ.gov.vn. Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023. Ngày 7 tháng 6 năm 2022, sáng thi toán, chiều thi ngoại ngữ. Ngày 8 tháng 6 năm 2022, sáng thi ngữ văn. Ngày 9 tháng 6 năm 2022, sáng thi các môn chuyên. Các trường tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển sẽ tổ chức xét tuyển từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 20 tháng 7. Thưa quý vị, tại kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic sinh học quốc tế năm 2022, Cần Thơ có em Đỗ Trọng Phước Nguyên, học sinh lớp 11 của trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ, đã xuất sắc lọt vào đội tuyển. Đỗ Trọng Phước Nguyên là học sinh chuyên toán nhưng có niềm đam mê yêu thích môn sinh học từ những năm trung học cơ sở. Nguyên có tư duy rất nhanh nhạy, tiếp thu kiến thức mới nhanh chóng, khả năng tự học, tự nghiên cứu rất tốt. Ngoài học tập từ thầy cô, Nguyên cũng không ngừng học tập từ các anh chị bạn bè. Đỗ Trọng Phước Nguyên chia sẻ, em khá bất ngờ bởi vì em chỉ mới lớp 11 và cũng không đặt nặng quá nhiều vào cuộc thi này. Tuy nhiên, em sẽ cố gắng nỗ lực phấn đấu hết mình để không phụ lòng sự hỗ trợ tận tình của các thầy, các cô và gia đình. Trong kỳ thi Olympic quốc tế năm học 2020-2021, thành phố Cần Thơ có em Đặng Lê Minh Khang đã vinh dự mang huy chương vàng Olympic quốc tế sinh học về cho Việt Nam nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế xem xét điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Dự báo Việt Nam sẽ vươn lên vị trí thứ hai châu Á về tiêu thụ thịt heo trong năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế xem xét điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Báo chí gần đây đề cập nhiều quy định phòng chống dịch COVID-19 như 5K, cách ly ca nhiễm, xét nghiệm khi nhập cảnh Việt Nam đã không còn phù hợp thực tế nhưng chưa được điều chỉnh. Một số ý kiến cho rằng hiện nay thông điệp 5K nên điều chỉnh còn khẩu trang và khử khuẩn là phù hợp. Tương tự có ý kiến đề xuất nên dừng quy định người nhập cảnh Việt Nam phải có kết quả xét nghiệm nCoV âm tính bằng PCR hoặc test nhanh cũng được cho là không cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa gửi công văn tới Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trong cả nước, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và Y tế các bộ ngành về hướng dẫn quy trình làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19. Bộ Y tế đề nghị phải hoàn thành làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 trước ngày 1 tháng 6 năm 2022. Đồng thời, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế về ký xác nhận hộ chiếu vaccine. Bộ Y tế cho biết, trên cơ sở thống nhất với Bộ Công an, Bộ Y tế đã xây dựng quy trình làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19. Quy trình làm sạch như sau. Tổ công tác triển khai đề án số 06 cấp xã phường chỉ đạo trạm y tế lập danh sách đối tượng tiêm chủng COVID-19 thường trú trên địa bàn, sai thông tin, bao gồm các trường hợp sau. Không có số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, sai định dạng số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, sai thông tin cá nhân cơ bản, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính. Tổ công tác triển khai đề án số 06 cấp xã phường giao tổ công tác triển khai đề án số 06 cấp thôn ấp thực hiện rà soát bổ sung điều chỉnh thông tin. Sau đó danh sách được chuyển tới công an xã phường để thực hiện đối chiếu, xác thực, cập nhật bổ sung thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công an xã phường ký và bàn giao danh sách cho trạm y tế để lưu trữ và cập nhật bổ sung thông tin đối tượng trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Trạm y tế thực hiện cập nhật lại thông tin cho các đối tượng trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Đối với các trường hợp đối tượng không có số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc sai định dạng số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, hệ thống cho phép nhập danh sách import từ tệp định dạng Excel, sử dụng chức năng import đối tượng tiêm COVID-19. Đối với các trường hợp sai thông tin cá nhân, cần chỉnh sửa trực tiếp trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Sau khi thực hiện cập nhật thông tin, cán bộ trạm y tế sử dụng chức năng lập danh sách xác minh thông tin để xem kết quả. Các cơ sở tiêm chủng hàng ngày phải thực hiện kiểm tra, ký xác nhận hộ chiếu vaccine.
các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế, thuộc Y tế các bộ ngành, các cơ sở tiêm chủng tuyến tỉnh, tuyến huyện thực hiện ký xác nhận hộ chiếu vaccine, không phải thực hiện công tác xác minh, làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19. Cục Hàng không cho hay trong 4 tháng đầu năm, các sân bay đã phục vụ gần 20 triệu lượt khách, trong đó riêng tháng 4 phục vụ 6,6 triệu lượt khách. Dù giảm, nhưng lượng khách quốc tế qua các sân bay của Việt Nam đã bằng tổng 3 tháng trước đó cộng lại và tiếp tục tăng từng ngày. Dù tổng lượng khách đi hàng không giảm, nhưng khách quốc tế đi hàng không trong 4 tháng qua lại tăng mạnh, đạt hơn 553.000 lượt khách. Trong đó, riêng tháng 4, lượng khách quốc tế đạt hơn 232.000 người, tăng hơn 500% so với cùng kỳ năm trước. Với tín hiệu phục hồi bay quốc tế khả quan, các hãng hàng không Việt tiếp tục khôi phục và mở rộng đường bay quốc tế. Mới nhất, Vietnam Airlines thông tin sẽ tăng tần suất bay trên 8 đường bay giữa Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc từ ngày 15 tháng 5 và khôi phục lại 3 đường với Hàn Quốc từ ngày 1 tháng 6. Thưa quý vị, tận dụng sách báo cũ trong nhà, bà Nguyễn Thị Hạnh, 63 tuổi, chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố 1, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, đã tạo ra các vật dụng sinh hoạt như là lọ qua, giỏ đựng trái cây, ly đựng bàn chải đánh răng, bền chắc đẹp, góp phần bảo vệ môi trường, đem lại thu nhập cho phụ nữ nghèo. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện sau đây. 8 năm trước, sau khi nghỉ hưu, ngoài chăm lo việc nhà, tiếp tục đi thỉnh giảng, bà Hạnh tận dụng thời gian rảnh rỗi để tập theo các video hướng dẫn làm sản phẩm tái chế trên Internet. Ấn tượng với những sản phẩm làm từ sách báo cũ và sẵn trong nhà đang có rất nhiều sách báo cũ, bà liền bắt tay học làm theo. Vừa để tiết kiệm đồ cũ, vừa nhận thấy chúng thật sự hữu dụng, lại thân thiện với môi trường. Sản phẩm đầu tiên bà Hạnh học làm theo là chiếc bình cắm hoa làm từ báo cũ. Sau đó bà tiếp tục mày mò nhiều sản phẩm khác phục vụ sinh hoạt trong nhà như khay đựng trái cây, tủ giấy đựng quần áo, khung treo ảnh, ly đựng bằng chải đánh răng, bằng giấy báo cũ, bìa cạc tông, định hình bằng khung kẽm và băng keo. Giấy báo cũ còn được bà Hạnh dùng để đan lát, làm thành túi xách, giỏ đựng đồ, chụp đèn, vừa đẹp vừa rẻ và vừa bền. Nhận thấy đây là cơ hội tốt để chung tay bảo vệ môi trường, lại mang lại hiệu quả kinh tế, bà Hạnh đã tổ chức truyền nghề tới nhiều phụ nữ, hộ dân khác, để rồi sau đó hình thành một câu lạc bộ mang tên Câu lạc bộ Sáng tạo Xanh. Đến nay, các hội viên phụ nữ ở khu phố 1 đã tạo ra hàng trăm sản phẩm từ giấy báo cũ để phục vụ cho gia đình, góp phần tiết kiệm chi phí mua sắm, hạn chế rác thải, giúp đỡ hàng chục phụ nữ nghèo có việc làm, thu nhập ổn định từ việc tái chế sách báo cũ thành những sản phẩm dùng trong sinh hoạt hay đồ lưu niệm. Việc tạo ra những sản phẩm thủ công có thể ứng dụng trong sinh hoạt hàng ngày không chỉ giúp tiết kiệm chi phí tiêu dùng, bảo vệ môi trường bền vững mà còn tạo ra niềm vui, không gian sinh hoạt chung cho những phụ nữ nghỉ hưu, người nội trợ khi điều kiện giao tiếp với xã hội của họ bị hạn chế. Đây đáng là mô hình nên được nhân rộng ở nhiều địa phương khác nhằm giúp phụ nữ sống đẹp, sống vui, sống có ích hơn. Thưa quý vị, thay vì tổ chức một tuần thì Festival Hoa Đà Lạt năm nay dự kiến sẽ kéo dài suốt 3 tháng. Và đây chính là nội dung mà Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng vừa báo cáo trình Ủy ban Nhân dân tỉnh này trong kế hoạch tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022. Festival Hoa năm 2022 được dự kiến tổ chức từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Festival Hoa 2022 bao gồm chuỗi hội nghị, hội thảo, ra mắt sàn thương mại nông sản. Cao điểm của Festival Hoa là chuỗi sự kiện cuối tháng 12 như trưng bày triển lãm hoa và cây có hoa tại vườn hoa Đà Lạt, chương trình phố trà, cà phê, rượu vang và đặc sản Đà Lạt Lâm Đồng tại đường Hồ Tùng Mậu, phiên chợ rau hoa Đà Lạt tại khu vực đài phun nước quảng trường Lâm Viên. Đáng chú ý, Festival Hoa 2022 còn có chương trình nghệ thuật đặc biệt vào ngày 24 tháng 12 và chương trình nghệ thuật chào năm mới 2023 gắn với kết thúc lễ hội tổ chức vào tối ngày 31 tháng 12. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép trạm thu phí cầu Rạch Miễu xã Trạm trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, 2 tháng 9, cho đến khi cầu Rạch Miễu 2 hoàn thành đưa vào sử dụng. Theo thống kê của tỉnh Tiền Giang, trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, trên cầu Rạch Miễu xảy ra 9 lần ùn tắc với thời gian dài nhất là 9 giờ 30 phút, ngắn nhất là 1 giờ 30 phút. Cảnh sát giao thông địa phương đã yêu cầu xã Trạm thu phí 9 lần để giải tỏa ùn tắc. Những ngày nghỉ lễ Tết, khoảng 27.000 đến 29.000 lượt xe cộ qua lại cầu Rạch Miễu mỗi ngày đêm.
Trong khi đó, thiết kế cầu Rạch Miễu chỉ cho 6.000 lượt xe qua lại mỗi ngày đêm. Lưu lượng xe tăng gần 5 lần nên kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại. Bên cạnh đó, mặt cầu chỉ có 2 làn xe, mỗi làn rộng 5,5 m và cầu có độ dốc cao. Khi phát sinh ùn tắc, tỉnh Bến Tre đã phải mở bến phà tạm để giảm bớt áp lực phương tiện lên cầu. Đề nghị Tổng cục Đường bộ cấm ô tô tải 30 trở lên qua cầu vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc vẫn ngày càng nghiêm trọng. Dự án kè bờ sông Cần Thơ ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ, đến nay thi công đạt chưa đến 50% khối lượng công việc. Và nguyên nhân là vì quá trình thực hiện dự án đã gặp phải khó khăn trong đền bù giải phóng mặt bằng cũng như hỗ trợ tái định cư. Theo báo cáo, thực tế đến nay đã phê duyệt 523 trên 546 trường hợp với giá trị trên 347 tỷ 300 triệu đồng, còn lại 23 trường hợp chưa được phê duyệt. Trong đó đã chi trả 485 trên 523 trường hợp, tương đương với số tiền gần 311 tỷ 200 triệu đồng, còn lại 38 trường hợp chưa nhận, với số tiền 36 tỷ 110 triệu đồng. Trong khi đó, nhu cầu tái định cư khoảng 351 nền, đã bố trí 21 trên 351 nền thuộc địa bàn huyện Phong Điền, đã tổ chức bốc thăm 103 nền quận Cái Răng, còn lại 227 nền chưa bố trí thuộc quận Ninh Kiều, 215 nền và Cái Răng 12 nền. Chiều ngày 10 tháng 5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, tình trạng xâm nhập mặn ở Nam Bộ sẽ giảm dần do vài ngày tới có mưa đến mưa to. Theo nhận định của các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5, chủ yếu xuất hiện mưa dông rải rác ở ven biển miền Tây Nam Bộ, tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Khoảng ngày 15 tháng 5 trở đi sẽ có xu hướng gia tăng mưa cả về diện và lượng, có nơi mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa 10 ngày tới tại Nam Bộ phổ biến từ 60 đến 120mm, có nơi cao hơn. Mặc dù vậy, nhiệt độ cao nhất ban ngày vẫn dao động trong khoảng từ 32 đến 35 độ C. Do tăng mưa nên xu thế xâm nhập mặn từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 5 ở đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giảm dần. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức thấp hơn độ mặn cao nhất tháng 5 năm 2021. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc các nhà hàng, trường học, nhà máy tại các địa phương mở cửa trở lại đang thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ thịt tăng cao. Đặc biệt, việc mở cửa thị trường du lịch sẽ tiếp tục nhu cầu tiêu thụ thịt hồi phục nhanh. Dự báo Việt Nam sẽ vươn lên vị trí thứ hai châu Á về tiêu thụ thịt heo trong năm 2022. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời gian qua, việc các địa phương mở cửa trở lại nhà hàng, trường học, nhà máy, doanh nghiệp đã thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ thịt tăng cao, giúp giá heo hơi trong nước có xu hướng tăng. Hiện giá heo hơi trên cả nước trung bình dao động trong khoảng 53.000 đến 58.000 đồng một ký, tăng từ 1.000 đến 3.000 đồng một ký so với cuối tháng 3. Thời gian tới, nhu cầu tiêu thụ thịt và các sản phẩm thịt dự kiến sẽ tiếp tục tăng do Việt Nam mở cửa du lịch và các hoạt động trở lại trạng thái bình thường. Do nguồn cung thịt của Việt Nam khá dồi dào, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước, nên dự báo nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt sẽ không tăng đột biến trong thời gian tới. Ngày 10 tháng 5, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu tăng cường quản lý sản phẩm chứa methanol được mua bán tại các cơ sở kinh doanh dược. Theo đó, tại văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các cơ sở kinh doanh thuốc hoặc sản phẩm sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay, Bộ Y tế nêu rõ methanol là hóa chất dùng với mục đích là chất đốt, rửa dụng cụ, làm dung môi hóa chất xét nghiệm. Bộ Y tế khẳng định methanol không phải là thuốc, nguyên liệu làm thuốc và không được sử dụng cho mục đích sát khuẩn trong y tế. Bộ Y tế cho hay, hiện tại một số cơ sở bán lẻ thuốc bày bán các sản phẩm chứa hóa chất methanol gây nhầm lẫn với cồn sát trùng hoặc hướng dẫn sử dụng như sản phẩm sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay dùng trong y tế, gây nguy hiểm cho tính mạng sức khỏe của người dùng và không có hiệu quả sát khuẩn như mong muốn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mới đây một số siêu thị đã có thông báo yêu cầu mỗi khách chỉ mua được từ 2 hoặc 3 dĩ trứng một ngày. Trước đó thì nhiều người tiêu dùng đã phản ánh tình trạng trứng gia cầm không được dồi dào như trước. Tại siêu thị Go, trứng gà có giá rẻ hơn với 24.000 đồng một dĩ, nhưng giới hạn số lượng với khách mua. Cụ thể, mỗi người chỉ được mua 2 dĩ một ngày. Trước đó, ở siêu thị Mega Market, mỗi người chỉ được mua tối đa 3 dĩ trứng trên một hóa đơn một ngày. Lý giải hiện tượng này, ông Trương Chí Thiện, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt cho biết, nguồn cung trứng đang thiếu so với nhu cầu. Nguyên nhân là do giá thức ăn chăn nuôi đang tăng cao, khiến người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không dám tái đàn vì lo lỗ. Thậm chí nhiều trang trại chỉ tái đàn với quy mô thu hẹp, dẫn đến nguy cơ thiếu trứng do nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Đô Ngày Mới của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.